Tên tên nhìn đĩa rau xanh đã chưa nè, đố cả nhà Hà Lùng đi ăn món gì nè. Có bánh tráng nè. Đó, có hai cái chén nước chấm bánh xèo. Rồi Hà Lùng thích bánh xèo này nhất luôn, bánh xèo miền Trung không quý vị khán giả, nó giòn rụm mà. Hà Lùng thích lắm, cái gì giòn giòn là Hà Lùng rất thích, quán bánh xèo Cô Nguyệt nha. Hai cái nước sốt này khá là bí hiểm nè, tại sao lại chấm nước sốt này mà không phải là nước mắm nè. Đó, bánh tráng mình bỏ rau vô, ở đây có nhiều loại rau lắm luôn á. Đặc biệt là ở trong đây nó còn có một cái loại lá mà lần đầu tiên Hà Lùng mới thấy, ủa tại sao mà ăn bánh xèo mà người ta lại cho thêm mình cái loại lá đó nữa đó. Đó, coi cái bánh xèo nè, nó giòn lắm. Hà Lùng chơi nguyên cái luôn nha. Ở bên trong có một con tôm và một miếng thịt. Nó nhỏ, vừa bằng, nhỏ hơn cái lòng bàn tay của mình đó quý vị. Đó, cuốn vô. Lát nữa Hà Lùng sẽ tiết lộ là trong đây có cái lá gì cho quý vị khán giả nghe. Chấm vô nè, cái nước sốt nè. Đó, đã luôn. Cái nước sốt này nó bao gồm là có thịt nè, đậu phộng người ta xay ở trong đó nữa. Hà Lùng nghe cái vị đậu phộng béo béo thơm thơm. Đó, Hà Lùng thích lắm. Ăn là tôi thích hết á, trời đất ơi, cho nên không bao giờ ốm nổi. Gật gù thấy không, ngon lắm nha. À, ở trong đây á, bánh xèo mà người ta lại cho lá lốt nha quý vị khán giả. Mình cuốn cái lá lốt vô trong đó, khi mà mình ăn á, cái vị nó thơm thơm, lạ lạ, hay hay lắm. Chấm vào cái nước sốt này, cái này là bánh xèo Bình Định á, cho nên cái nước sốt thịt, chứ không phải là chấm nước mắm giống như là bình thường mình vẫn hay ăn. Bye bye nha.